Hôm qua mình làm một video, mình tính là chừa hai trái này mình làm giống, tại vì có thấy hai trái này nó tròn nó đẹp cho nên mình tính làm giống, nhưng mà mình sẽ làm một thêm một video cho các bạn xem. Nhiều khi các bạn nói mình thế này thế kia, mình làm cho các bạn xem cái một cái video thêm một một trái dừa sữa nữa. Bây giờ mình sẽ cắt xuống nha các bạn. Đây, mình sẽ lấy con dao này cắt xuống rồi mình chặt cho các bạn xem bên trong nha. Đây các bạn, đây các bạn thấy không, vừa mình mới cắt xuống luôn nè, còn thấy không? Bây giờ mình sẽ chặt, lấy cái ly. Mình sẽ chặt bên trong nha các bạn. Để mình bẻ camera xuống chút. Hôm nay trời nó còn nắng. Hay. Rồi. Bây giờ mình sẽ chặt cái dừa này. Các bạn thấy mình không? Chặt cái dừa cho các bạn xem. Là cái clip hôm qua mình sẽ có làm một cái rồi, giờ hôm nay mình lại làm một cái cho các bạn xem nha. Đây. Quay qua đây chút cho nó không gian rộng chút. Trời bữa nay hơi ngược nắng. Nó gì vậy? À, thấy mà. Cái dừa này nó khó trồng lắm chứ không phải dễ trồng đâu. Mình bốn trái dừa, mình ương bốn, mình nhớ bốn thôi nhé. Phải. Mình ương bốn trái. Nó lên được có một cây mà nó rụng trái nó chứ lép nữa, như hồi nãy mình quay cho các bạn xem đó, lép nữa. Đây các bạn xem nè, anh chán cái ly ly cây sang lấy nước dừa chán luôn cái men ấy vậy. Hay các bạn, đây là clip thứ hai mình làm cho các bạn xem nè. Nhiều khi các bạn nói mình thế này thế kia hay là sao đó thì